Thằng quay nhá. Khoảng 1 năm nữa. Mà em nhìn cái tiến độ nó làm cũng không đến 1 năm. Đấy, nó làm mình làm nó là dự án chậm được. Ừ. Ê, riêng mình từ lớp 7 chính đến chỗ 1 toàn khách hàng họ biết nhìn là mua đấy là ok. Trong này chỗ 1 đến từ lớp 7 chính nó khôi đấy, không bao giờ có cái giá này. Đúng không? À, nhìn thấy nó có sổ. Có sổ thôi. Ký hợp đồng bán về ở luôn. 30% là ký hợp đồng. Đúng rồi, xong còn lại mấy ngân hàng. Cái này nó có cháy nhưng mà cháy nhiều đầu tư nó sẽ thu. Chị xinh đẹp để em quay nhá. Đấy chị. Ừ. Vậy chị ngày xưa chị nộp vào bất động sản nó 2 triệu. Xong rồi chạy các thử có cả có chút khách để đi có bán hai chốt thì nó đầu tư ra thử đầu tư. Ô. Gửi hàng ăn cho ông kia đấy, em thấy thế nào? Rất đẹp. Công viên Yên Sở.